biển số 30K999999 của Hà Nội từng khiến nhiều người choáng váng vì được đấu giá thành công với mức giá lên tới hơn 75,2 tỷ đồng vào tháng 0 năm 2024. Đây là mức giá cao nhất kể từ khi việc đấu giá biển số xe được thực hiện thí điểm từ tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, do người chung đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, biển số này đã được đưa ra đấu giá lại, không chỉ có biển số 30K999999 vào ngày 25 tháng 3. Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, đơn vị tổ chức đấu giá biển số xe ô tô, cho biết đã có kế hoạch đấu giá hàng loạt biển số siêu đẹp khác. Theo đó, từ ngày 3 đến 5 tháng 4 năm 2024, nhóm biển được đưa lên sàn đấu gồm 30K999999 của Hà Nội, 14A888888 của Quảng Ninh, 51N34567 của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có một số biển tứ quý như 999A65555 và 99C300 của Bắc Ninh, 998A71111 của Bắc Giang. Theo công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, tại phiên đấu giá biển số xe ô tô lần thứ 3 diễn ra từ ngày 18 tháng 3, quy chế đấu giá có một số điểm mới. Mỗi cuộc đấu giá sẽ có thời gian chính thức và thời gian gia hạn. Thời gian đấu giá chính thức là từ khi bắt đầu cho đến phút thứ 25 của cuộc đấu giá biển số. Nếu trong 10 giây cuối cùng không có lệnh trả giá hợp lệ mới, người có giá trả hợp lệ cao nhất là người chung đấu giá. Ngược lại, nếu trong 10 giây cuối của 25 phút ghi nhận lệnh trả giá, cuộc đấu giá sẽ được gia hạn. Mỗi vòng đấu giá gia hạn kéo dài 30 giây, tối đa không quá 10 vòng. Người tham gia đấu giá có lệnh trả giá hợp lệ trong 25 phút đầu mới được tham gia vòng đấu giá gia hạn thứ nhất. Tại vòng đấu giá gia hạn, nếu hệ thống ghi nhận chỉ có một người tham gia trả giá hợp lệ, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.